Hello everyone. Today we will learn English 7. Test 2, Unit 14. Unit 14. Test 2. Okay, Test 2, page 85. Now, exercise 1. Bài 1 là bài tìm từ opposite meaning, trái nghĩa. Trái nghĩa nhé. Tìm từ trái nghĩa các bạn. Bây giờ chúng ta coi nè. Inside là bên trong, trái nghĩa bên trong là bên ngoài, bên ngoài là outside. Rồi expensive là đắt, trái nghĩa với đắt là rẻ, rồi là cheap. Interesting là thú vị, trái nghĩa với thú vị là dở, dở là boring, nhàm chán, dở. Busy là bận rộn, trái nghĩa bận rộn là free là rảnh, free là rảnh. Rồi different là khác nhau. Trái nghĩa với khác nhau thì là giống nhau. Giống nhau là gì? Similar là tương đồng. Tương đồng. Dễ ha? Được chưa? Rồi chúng ta xuống bài 2 là mã liên quan ngữ pháp này. Chúng tôi thích những cái bản nhạc pop mới nhất. Ở đây cái từ thích, thích nghe. Đằng sau like. We like to listen to the latest pop music. Rồi, câu số 7. I wait for them. Chúng tôi đợi họ cho đến khi họ đến. Until là cho đến khi. Chúng ta khoan vào câu D nha. Cho đến khi. Câu số 8 nè. Xe ô tô của cô ấy thì sao? To bằng của tôi. Ở đây là so sánh bằng. So sánh bằng sẽ là S cộng với tính từ cộng với S nha. Rồi hoặc ở đây sẽ sâu được. Đằng sau thì phải là S rồi. Xe của cô ấy thì to bằng xe của tôi. S big S. Rồi chúng ta xài câu A. Câu 9, cô ta sẽ nghe listen và đi với to the radio. Khoanh câu này. Câu tiếp theo, câu số 10. Cái gì là người mà xem TV? Người xem TV là khán giả. Viewer là khán giả. Viewer là khán giả. Member là thành viên. Member là thành viên. Contestant là thí sinh. Người tham gia cuộc thi. Worker là công nhân thì biết rồi. Câu số 11 này. Họ thích làm. Đằng sau like phải là doing nhé. Đằng sau like là doing. Rồi câu số 12. Giáo viên của cô ấy muốn cô ấy muốn cô ta làm gì? Ở đây phải là to do chứ không thể là do không được. Cô ta mời chúng tôi. Invite us. Ở đây phải là to visit chứ không phải là visiting. Tới nhà của anh ấy vào chủ nhật sau, tuần sau. Sau bữa tối thì những người hàng xóm của họ tụ tập cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Inside and outside, không phải outdoor. Inside, outside. Rồi câu số 15. Đằng sau like động từ thêm in cho nên ở đây chúng ta coi nào. She like checking. She like checking back on. No. Yeah. Đây. Rồi câu số 15, cô ta thích. Đằng sau like có thể là verb in hoặc là to infinity. Và các bạn nhớ là take back in nhưng mà take back on.
Rồi chúng ta qua bài 4 các bạn. Jay và Susan đang nói chuyện với nhau này. I have tickets. Tôi có những cái vé tới tới cái này này. Đây là có thể là chương trình gì đó, bộ phim gì đó, vở kịch gì đó vào tối thứ sáu. Bạn có thích đi xem không? Would you like? Sau would like là chuyên phim gì? Cho nên ở đây sẽ là to go. Câu này. Cảm ơn, mình thích lắm. Mấy giờ thì cái này chiếu? Mấy giờ thì cái này chiếu này? What time is the show? What time? Ở đây sẽ chọn câu nào? Ở đây là E. What time is the show? Vào 8 giờ. Nghe tuyệt đấy. Show. Bạn có muốn ăn tối vào lúc 6 giờ không? Ở đây sẽ là would you, do you want? Do you want? Do you want? Do you want to have dinner at 6? I like to, but I have to work late, nhưng mà tôi phải làm việc trễ. Oh, that's okay. Let's just meet at the theater before the show at around 7:30. That sounds great. Ở đây là great, đây là một cái tính từ. Tính từ đâu? Đây là trạng từ, vứt đi, không chơi được. Trạng từ luôn. Trạng từ luôn, fine nè, tính từ nè, khoan câu này. Rồi, sang bài bên này. Do you ever listen to the radio this day? Bạn bạn có nghe radio vào thời đó không? Bố, thời đó bố có nghe radio không? Có bất cứ khi nào bố ở trong xe ô tô của bố. Chương trình yêu thích của bố là gì? Pop song for everyone, những bài nhạc pop cho mọi người. Tại sao bố thích nó? Bố thích nó và bố thích cái ông này, ca sĩ này ha. Tại sao bố không nghe những chương trình thời sự, một vài chương trình thời sự? Bởi vì chúng quá nhàm chán. What about plays? Còn vở kịch thì sao? Bố không quan tâm nhiều. Bố có nghe chương trình thể thao không? Bố luôn nghe những bài bình luận. Bố luôn nghe những bài bình luận. Rồi, chúng ta coi câu 21 này. Tom sao? Tom luôn luôn nghe radio. Luôn luôn, chúng ta nhớ xài ông này, ông nghe bất cứ khi nào này. Vậy ở đây sẽ là luôn luôn. Usually. What does he want to listen to the on the radio? Anh ta thích nghe gì trên radio? Pop music program nè. Chúng ta vừa đọc xong. Rồi, câu 23. Tại sao ông ấy thích chương trình? Bởi vì ông ta thích cái người dẫn chương trình. Đó là câu B. Bởi vì ông ta thích nhạc pop. Đúng rồi. Nè, chúng ta đọc đây nè. Bởi vì đây nè, I like pop music and I like the người dẫn chương trình này. Bây giờ chúng ta khoan vào câu D, A và B đều đúng. Câu 24, Tom thấy chương trình thời sự thì như thế nào? Nhàm chán là boring. Tom nghe chẳng bao giờ nghe các vở kịch ở trên radio. Ở đây là never, không bao giờ.